Ok, xong rồi chị ạ, em mời chị ngồi dậy nhá. Ôi trời ơi em ơi, chị em mà làm chị ở nhà thôi, sẽ làm đậm này. Đậm như này về cả làm thì chị làm đẹp mà. Chị yên tâm, sau khoảng tầm mà bong ra một tháng ổn định máu ấy, thì nó sẽ nhạt nhạt tự nhiên giống như chị yêu cầu thôi. Có chắc không? Chắc. Hôm nay chị Phương đến đấy chị ạ. Ôi, nhìn nó mày chị này. Ừ. Tự nhiên mà. Bây giờ làm chị đậm đậm lên nhưng mà vẫn tự nhiên em nhá. Vâng ạ. Em ơi. Ôi đậm hơn lần trước đi. Không, chỉ muốn đậm nữa cô. Tự nhiên mà đậm nữa thì nó không tự nhiên nữa đâu. Ừ á, cả làng người ta đã biết mình làm đẹp của chị, cho người ta biết hẳn đi, chị có tiền mà. Hôm nay chị Phương lại đến đi chị ạ. Em ơi, không được với em ạ. Mọi người bảo chị đậm quá, chắc em phải sửa cho nhanh nhàng hơn, cho tự nhiên. Ừ. Ba lần rồi em bảo chị từ lần trước rồi là đậm là nó sẽ không tự nhiên nữa đâu mà. Chị cứ đòi làm đậm đi chứ. Thôi bây giờ em làm này, em giúp chị đi, em phá đi. Phá đi có mất tiền không? 4 triệu chị nhá. Nhưng mà nếu mà xóa xong thì mình phải làm tiếp chân mày nữa đấy chị. Là phải thêm tiền cho mày. Làm cho chị đi. Lần này chốt một dáng mày thôi nha. Không sửa nữa, không thêm, không giảm nha. Mỗi lần chị yêu cầu em một kiểu khác nhau đấy.